Mèo tiên tri dự đoán Bồ Đào Nha không thể thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Trận cầu tâm điểm bảng F giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha tại vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 6. Sau khi dự đoán lượt trận thứ nhất vòng chung kết Euro 2024 với kết quả dự đoán chính xác đúng 7 trận, chú mèo tiên tri Cax đã tiếp tục gây chú ý khi đưa ra lựa chọn của mình trong cặp đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. Theo đó, Cax đã chọn đĩa thức ăn ở giữa, không chọn đĩa nào có quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ hay Bồ Đào Nha. Điều này cho thấy Cax dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Mèo Cax từng gây ấn tượng với khả năng dự đoán chính xác tại Euro 2020 và World Cup 2022. Mặc dù dự đoán của Cax chỉ mang tính tham khảo, nhưng đây luôn là điểm nhấn thú vị và thu hút sự chú ý của người hâm mộ trước mỗi trận đấu. Cùng chờ đợi kết quả của trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha để xem liệu mèo Cax có tiếp tục đưa ra dự đoán chính xác hay không. Tổng quan, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha đều giành trọn 3 điểm ở trận đấu đầu tiên của bảng F. Thổ Nhĩ Kỳ có kết quả tốt hơn với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Georgia, tạm dẫn đầu bảng F, xếp sau là Bồ Đào Nha, cũng giành chiến thắng 2-1 nhưng vấp phải sự chiến đấu ngoan cường của tuyển Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang nghiêng về phía Bồ Đào Nha. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha giành 7 chiến thắng và 2 thất bại. Trận cả Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha đều đang có phong độ cao và đặt quyết tâm giành chiến thắng để củng cố vị trí đầu bảng. Với lối chơi tấn công phóng khoáng của cả hai đội, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một trận cầu hấp dẫn và kịch tính với nhiều bàn thắng. Đội hình dự kiến: Thổ Nhĩ Kỳ, Gunok, Mundu, Akaydin, Bagdaki, Kadion, Okan, Kalangon, Guler, Koku, Indic, Inmat. Bồ Đào Nha, Costa, Pepe, Diaz, Mendes, Dalot, Fernandes. Vitinha, Cancelo, Bernardo, Ronaldo, Liu,